Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình tối nay ngày 17 tháng 1 năm 2023 có những nội dung chính sau đây. Đào tạo bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành tặng quà Tết trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Triển khai thí điểm xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu tại Lập Thạch. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc và đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Năm 2022, cấp ủy các cấp đã đổi mới phương thức lãnh đạo, nhất là trong đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, đạt kết quả nổi bật trong công tác xây dựng đảng. Các chỉ tiêu về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ bản hoàn thành, kết nạp được trên 2.100 đảng viên, vượt 10% chỉ tiêu. Phát triển đảng trong doanh nghiệp, vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác tuyên truyền, triển khai hiệu quả. Lãnh đạo định hướng kịp thời công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Thực hiện đột phá trong công tác kiểm tra, giám sát. Các cấp ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo đối với mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hướng mạnh về cơ sở. Công tác nội chính phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ cấp ủy có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên. Nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, năm 2022, với sự quyết liệt của cấp ủy các cấp trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhất là trong đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, đã tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực để tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh. Phát huy kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu năm 2023, cấp ủy các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới, triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 15 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa con người Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Trong đó, cần triển khai đề án xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu để vừa đảm bảo đời sống phúc lợi cho nhân dân và phù hợp thuần phong mỹ tục, nét đẹp văn hóa gần gũi với thiên nhiên, thắt chặt tinh thần đoàn kết nhân dân, khắc phục tình trạng đèn nhà ai, nhà đấy dạng, đặc biệt là làm sao xây dựng thể hiện rõ được bản chất con người Vĩnh Phúc tiên phong, sáng tạo, khát vọng và đổi mới. Cái mục tiêu hướng tới là dần dần xóa bỏ cái khoảng cách, cái tình trạng đèn nhà ai nhà đấy dạng, tường nhà ai thì xây thì rất là cao, rất là dày, nhưng mà mặc cho cái lối đi vào thậm chí là thắt ngưỡng là không thể đi nổi. Cái hướng của chúng ta xây dựng văn hóa là xây dựng như vậy. Mục tiêu là xây dựng con người văn hóa, xây dựng làng văn hóa, nhưng đặc biệt là thông qua xây dựng làng để chúng ta xây dựng, chúng ta phát huy cái bản sắc của con người Vĩnh Phúc. Các đồng chí nghiên cứu kỹ cái nghị quyết về văn hóa, bản sắc của con người Vĩnh Phúc, ngoài cái bản sắc chung của người Việt Nam thì bản sắc của con người Vĩnh Phúc là tiên phong, sáng tạo, khát vọng và đổi mới. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ, đặc biệt là đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, tăng cường công tác kiểm tra giám sát những vấn đề dư luận và nhân dân quan tâm. Trong năm 2023, tiến hành kiểm tra tài chính của cấp ủy cùng cấp, tăng cường công tác truyền thông về thành tựu đạt được của Vĩnh Phúc, nhất là công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, để người dân Vĩnh Phúc thấy được bản thân và gia đình đang thụ hưởng thành quả của sự phát triển. Tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của tỉnh ủy, tuyên truyền bản chất con người Vĩnh Phúc tiên phong, sáng tạo,
khát vọng và đổi mới, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, nắm chắc tình hình nhân dân, nhất là các vấn đề có liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân, vận động nhân dân tạo ra sự đồng thuận xã hội, nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, phục vụ hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị cấp ủy các cấp tập trung chăm lo Tết cho nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự để nhân dân yên tâm vui xuân đón Tết an lành, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, không để ai không có Tết, những ngày qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể các cấp đã đi thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi. Chiều nay, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi thăm tặng quà Tết trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Bình Xuyên. Cùng đi còn lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và huyện Bình Xuyên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành đã đến thăm và trao quà Tết cho cháu Trương Quang Huy, sinh năm 2012 ở thôn Trung Mầu, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên. Cháu Trương Quang Huy có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mẹ ly hôn từ khi cháu mới lên 1 tuổi. Mẹ bỏ đi lấy chồng, Huy ở lại với bố. Năm 2022, bố Huy cũng qua đời, để lại cháu ở một mình trong ngôi nhà nhỏ cũ kỹ. Động viên cháu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, học tập và mong muốn cháu cố gắng vượt qua khó khăn, luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi, phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội. Cấp ủy, chính quyền các cấp sẽ luôn quan tâm tạo điều kiện tốt nhất để cháu trưởng thành, phát triển. Tết này, cháu Huy có thể thiếu đi hơi ấm của cha mẹ, nhưng cháu luôn được sưởi ấm bởi tình thương yêu, đùm bọc của các cấp, các ngành, cộng đồng và họ hàng gia đình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành khẳng định chính sách an sinh xã hội luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm, với quan điểm người dân phải được thụ hưởng thành quả của sự phát triển. Vì vậy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Bình Xuyên rà soát tất cả các trường hợp trên địa bàn, không bỏ sót bất cứ một hoàn cảnh nào khó khăn mà không được quan tâm, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau, không ai không có Tết, để mọi người, mọi nhà vui xuân đón Tết an lành, hạnh phúc. Chiều nay, đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đến thăm chúc Tết Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tiếp và làm việc với đoàn có Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu 2 cùng lãnh đạo các cơ quan của quân khu. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh đã thông tin khái quát kết quả phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, công tác quân sự quốc phòng của Vĩnh Phúc trong năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh nhấn mạnh, trong bối cảnh phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, song với quyết tâm chính trị cao nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Cùng với phát triển kinh tế xã hội, Vĩnh Phúc luôn quan tâm lĩnh vực an ninh quốc phòng, chú trọng xây dựng địa phương thành một khu vực phòng thủ vững chắc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh cũng khẳng định, Vĩnh Phúc đạt được kết quả nổi bật trong năm qua, có sự giúp đỡ, động viên rất lớn và thiết thực của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh gửi tới các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang Quân khu 2 năm mới sức khỏe, thành công, đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong công tác quân sự quốc phòng. Đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế xã hội và sự quan tâm của Vĩnh Phúc đối với công tác quân sự quốc phòng, Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu 2 mong muốn Vĩnh Phúc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Quân khu 2 góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang quân khu trong năm 2023. Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc đón năm mới khí thế mới, thành công và đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong phát triển kinh tế xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng an ninh, xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng giàu mạnh, phồn vinh. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng nay, bà Lê Thị Nguyệt, Phó Ban Dân Nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện Bình Xuyên và huyện Tam Đảo.
Tại buổi trao tặng, bà Lê Thị Nguyệt đã trao 20 suất quà cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ba Hiến, huyện Bình Xuyên, 50 suất quà cho các em học sinh của các trường trên địa bàn xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, các hộ nghèo, gia đình chính sách, các bệnh nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Qua đó, nhằm động viên và tiếp thêm sức mạnh để các em học sinh, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Mong muốn tất cả mọi người, mọi nhà đều có cái Tết ấm áp, vui tươi, an lành và hạnh phúc. Chiều cùng ngày, bà Lê Thị Nguyệt, Phó Ban Dân Nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đến thăm tặng quà chúc Tết cán bộ, nhân viên, người bệnh tại Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc. Đánh giá cao những kết quả Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc đạt được trong năm 2022, Phó trưởng Ban Dân Nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Thị Nguyệt khẳng định, tuy còn gặp nhiều khó khăn trong công tác khám chữa bệnh do đại dịch COVID-19, song các cán bộ, nhân viên, người lao động của bệnh viện đã làm tốt nhiệm vụ được giao, hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng lên. Trong thời gian tới, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, vượt qua khó khăn, thi đua lập thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, bà Lê Thị Nguyệt gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng đến toàn thể cán bộ, nhân viên bệnh viện và trao 5 suất quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại bệnh viện, nhằm chia sẻ bớt khó khăn cho các gia đình nhân dịp Tết đến xuân về. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu hình thành các thiết chế văn hóa thể thao, sinh hoạt cộng đồng của làng, huyện Lập Thạch lựa chọn 3 địa phương Đồng Ích, Quang Sơn và Vân Trục để xây dựng thí điểm làng văn hóa kiểu mẫu. Vâng, việc xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, làng nghề truyền thống, sản phẩm nông nghiệp, qua đó cải thiện thu nhập của người dân, bảo tồn, phát huy, làm sống dậy các giá trị văn hóa tốt đẹp. Để triển khai xây dựng mô hình làng văn hóa kiểu mẫu, huyện Lập Thạch yêu cầu các địa phương được thí điểm từ huyện đến cơ sở tập trung cao độ, triển khai nghiêm túc, chất lượng, có hiệu quả và đưa đề án thí điểm xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu vào cuộc sống, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện. Đồng thời xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ, lộ trình, thời gian thực hiện, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện. Cùng với đó, cấp ủy chính quyền các cấp phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan trong thực hiện đề án. Thì chúng tôi đã về cũng quán triệt đến các xã, 3 xã mà chúng tôi lựa chọn hiện nay là xã Quang Sơn, xã Vân Trục và xã Đồng Ích. Thì 3 xã này thì có đủ điều kiện về đất đai. Thứ hai nữa là người dân thì cũng đang rất hứng khởi làm và chính quyền ở đây thì cũng đủ mạnh để mà thực hiện cái nội dung này. Thì đang chuẩn bị các công tác tổ chức để mà tháng 1 năm 2023 này phải đề xuất được cái chủ trương để mà phê duyệt được cái chủ trương về cái đầu tư. Thứ hai nữa là tháng 2 năm 2023 này thì phải phê duyệt được cái đề án dự toán rồi các cái nội dung thực hiện. Và cái tháng 3 thì cũng sẽ hoàn thiện các cái thủ tục để mà phân bổ vốn, để mà đấu thầu, để mà lựa chọn nhà thầu, để mà triển khai xây dựng này. Vào thời điểm này, rất nhiều người dân trên địa bàn huyện Lập Thạch thể hiện sự quyết tâm, phấn khởi khi địa phương mình được chọn để triển khai xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu và cam kết thực hiện theo đúng tiêu chí, phát huy được giá trị của làng văn hóa. Nhân dân tôi rất phấn khởi, bởi vì dù sao cũng được quan tâm, đầu tư, xây dựng các cái thiết chế văn hóa hoặc là các cái vật chất, thì nhân dân tôi rất vui vẻ và rất sung sướng, được có chỗ chơi, và đặc biệt là dân trí nó sẽ nâng cao dần. Việc quy hoạch khởi công xây dựng các thiết chế văn hóa làng sẽ góp phần thu hút du khách thập phương, thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh phát triển. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục quán triệt chấp hành nghiêm các quy định của luật phòng chống tham nhũng và các nội dung liên quan, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công vụ, chú trọng các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ,
đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo hoạt động vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, theo dõi, nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp nhận quà, tặng quà, sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định. Thời tiết rét đậm, độ ẩm trong không khí thấp, vệ sinh chuồng trại không đảm bảo sẽ là điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát sinh và gây bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Vì vậy, việc tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh, đảm bảo chăn nuôi phát triển bền vững đang được các chủ trang trại, hộ chăn nuôi và cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh triển khai tích cực. Đối với gia đình ông Lâm Thanh Bằng, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo có kinh nghiệm nuôi gà thịt thương phẩm hơn 10 năm nay cho biết, khi thời tiết chuyển sang mùa đông thì việc phòng chống đói rét, bảo vệ đàn gà luôn được gia đình chú ý. Ngoài ra, việc che chắn chuồng nuôi, đảm bảo đầy đủ thức ăn, việc bổ sung đầy đủ vitamin, khoáng chất cho gà thường xuyên sẽ giúp gà khỏe mạnh, nâng cao sức đề kháng, tỷ lệ đẻ trứng đạt cao. Trong đợt rét đậm rét hại này thì tôi dùng cái 3 biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc gia cầm nuôi nhà tôi. Thứ nhất là tôi dùng bằng cái lò đốt bằng củi. Và thứ hai là dùng bóng úm. Thứ ba là tôi sẽ điều chỉnh bạt theo thời tiết. Nghĩa là khi buổi tối tôi thả xuống và tôi hạ buổi sáng là cứ 8-9 giờ tôi mới nâng bạt lên. Theo thống kê của ngành nông nghiệp, Vĩnh Phúc hiện có trên 120.000 con trâu bò, hơn 11 triệu con gia cầm và hơn 450.000 con lợn. Trong điều kiện thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sức khỏe của đàn vật nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng ban liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chủ động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn hộ chăn nuôi áp dụng các biện pháp phòng chống rét cho đàn vật nuôi, thủy sản, tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại cơ sở. Để cho cái việc chăm sóc và quản lý tốt thì bà con cần phải áp dụng một số các biện pháp chống rét cho cái đàn gia súc gia cầm chúng ta. Cụ thể là đối với chuồng nuôi thì trong cái chuồng nuôi thì bà con chúng ta cần phải có cái hệ thống rèm che để mà chắn gió, tránh gió lùa, giúp cho cái chuồng nó kín và nó ấm. Đồng thời với nó là cái nền chuồng thì bà con chúng ta cần phải giữ khô ráo và đặc biệt là phải làm tăng cái độ dày của cái đệm lót chuồng trong cái việc chăn nuôi gia súc gia cầm để giúp cho cái nhiệt độ ở trong chuồng nó cao hơn. Theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng, bên cạnh những biện pháp phòng chống rét cho vật nuôi, người chăn nuôi cần chấp hành đầy đủ việc tiêm phòng các loại vaccine cho đàn gia súc, gia cầm để tăng cường hệ thống miễn dịch và giảm thiểu dịch bệnh thường phát sinh. Cùng với đó, thường xuyên cập nhật theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động các biện pháp chăm sóc vật nuôi, kịp thời phát hiện, thông báo tới cán bộ thú y cơ sở khi đàn gia súc, gia cầm bị ốm, mắc bệnh để cách ly, điều trị, không để lây lan ra diện rộng. Thời tiết những ngày gần đây liên tục rét đậm, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cùng chính quyền các địa phương đang tập trung chỉ đạo hướng dẫn bà con nông dân trồng rét cho cây trồng, nhất là diện tích lúa mới cấy. Ngành nông nghiệp đã phối hợp với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi duy trì mực nước trên mặt ruộng từ 2 đến 3 cm để giữ ấm cho lúa mới cấy, hướng dẫn nông dân tuyệt đối không bón phân đạm, phun thuốc bảo vệ thực vật khi nhiệt độ dưới 15 độ C, chủ động bám sát đồng ruộng, theo dõi khả năng sinh trưởng của cây lúa để kịp thời có các biện pháp chăm sóc. Các địa phương cũng đã chuẩn bị thêm nguồn giống dự phòng và gieo mạ bổ sung để chăm dặm lại những diện tích lúa bị ảnh hưởng bởi rét đậm, rét hại. Đối với mạ thì bà con phải chú ý như sau. Đến cái việc chăm sóc và bảo vệ mạ thì chúng ta sẽ che phủ cho 100% diện tích mạ bằng ni lông trắng để giữ ấm và bảo vệ mạ khi có rét đậm, rét hại xảy ra. Khi nhiệt độ xuống dưới 15 độ C thì chúng ta có thể bón bổ sung cho bếp trên mặt luống để giữ ấm cho mạ. Khi nhiệt độ ngày mà trên 20 độ C và có nắng ấm thì bà con tiến hành mở ni lông ở hai đầu luống để cho tránh cho mạ bị sốc nhiệt, và đêm trời rét thì chúng ta sẽ đậy ni lông lại, đồng thời sử dụng cho bếp hoặc là các chế phẩm có tác dụng chống rét cho mạ để phun hoặc rắc theo khuyến cáo của nhà sản xuất để tăng khả năng chống chịu và phục hồi cho mạ. Và đặc biệt là chúng ta cũng cần giữ cho ruộng mạ luôn luôn đủ ẩm sau khi gieo. Còn đối với lúa đã cấy thì bà con chú ý như sau. Thứ nhất là chúng ta không cấy lúa trong những ngày có rét đậm, rét hại khi mà nhiệt độ trung bình ở dưới 15 độ C. Và sau khi cấy thì chúng ta luôn luôn giữ một lớp nước nông trên mặt ruộng từ 3 đến 5 cm để vừa giữ ấm cho cây lúa và cũng giúp cho cây lúa bén rễ, hồi xanh và đẻ nhánh sớm. Cùng với các biện pháp chống rét cho lúa mới cấy, các địa phương cũng đang triển khai việc diệt chuột và chăm sóc các loại cây trồng vụ xuân, giao cho các hợp tác xã chuẩn bị đầy đủ vật tư nông nghiệp, sẵn sàng cung ứng cho nông dân chăm sóc lúa ngay khi thời tiết ấm trở lại.
Những ngày này, sắc đỏ của cờ hoa băng rôn chào mừng năm mới Quý Mão 2023 được trang hoàng rực rỡ trên khắp các tuyến đường của thành phố Vĩnh Yên. Không khí xuân đang lan tỏa vào từng con đường, ngõ phố, khiến ai nấy đều cảm thấy phấn khởi. Trong tiết trời giá lạnh của buổi sớm mùa đông, chị Nguyễn Thị Hạnh cùng với đội ngũ nhân viên công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên vẫn đang miệt mài lao động khẩn trương, tăng giờ làm để kịp hoàn thành công tác chỉnh trang đô thị, chào đón năm mới Quý Mão 2023 đang đến gần. Vất vả là vậy, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, chị Hạnh cũng như mọi người lao động ở đây đang góp phần nhỏ bé để gìn giữ môi trường xanh sạch đẹp của thành phố. Tôi mong muốn là khi mọi người đi trên cái đường phố xanh sạch đẹp, đẹp như thế này thì mọi người có một ý thức một chút là không hái hoa bẻ cành và lấy những cái chậu hoa như những năm trước mà chúng tôi đã đem ra đây, và chúng tôi đã mất khá nhiều những cái chậu hoa ở trên các đường phố, những tuyến đường phố như thế này. Trên khắp các con đường tại thành phố Vĩnh Yên tràn ngập sắc xuân, cảnh quan đô thị được chỉnh trang xanh sạch đẹp, cờ hoa rực rỡ, hệ thống đèn trang trí với nhiều màu sắc ở các trục chính khiến cho đường phố trở nên rực rỡ, lung linh hơn ngày thường. Không khí Tết quê tôi là Vĩnh Phúc đây thì là bây giờ là mọi thứ rất là rực rỡ rồi, ra đường là đèn hoa, rồi là tất cả các băng rôn khẩu hiệu là rất là đẹp. Cho nên người dân chúng tôi rất là vui mừng, tại vì là chính quyền ấy là cũng rất là quan tâm đến người dân ạ. Và đây là tôi đang đứng tại công viên này, thì cái công viên ở Vĩnh Yên nó rất là đẹp, mà đèn thì nó rất là sáng. Các cháu và người dân ở đây là đi tập thể dục các thứ là rất là thuận lợi ạ. Nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân đón Tết Nguyên đán, ngoài chỉnh trang đô thị, cờ hoa rực rỡ, thành phố Vĩnh Yên còn có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ đặc sắc trước, trong và sau Tết để mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới. Đối với các chương trình nghệ thuật thì chúng tôi đã phối hợp với các cái đơn vị và có một hệ thống về âm thanh, ánh sáng, quy mô, và hy vọng rằng là nhân dân sẽ được thưởng thức một chương trình nghệ thuật đặc biệt và mang ý nghĩa của mùa xuân, một mùa xuân mới. Và đối với các hoạt động thể dục thể thao thì Trung tâm Văn hóa đã phối hợp với các xã phường và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao từ trước, trong và sau Tết, từ thành phố đến cơ sở. Qua các hoạt động này thì nhân dân sẽ có được một cái môi trường văn hóa và thực sự vui xuân đón Tết. Với vị trí là địa bàn trung tâm của tỉnh, việc chỉnh trang đô thị của thành phố Vĩnh Yên đã góp phần rất lớn vào mục tiêu xanh sạch đẹp, đảm bảo mỹ quan đô thị, đón chào năm mới 2023 trong không khí vui tươi, lành mạnh. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.